Chiều nay, tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trọng thể tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng. Dự buổi lễ có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thân nhân các bà mẹ Việt Nam anh hùng được truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân các mẹ Lê Thị Sợi, Trần Thị Tần ở xã Nguyên Hòa và mẹ Nguyễn Thị Diệu, Phạm Thị Khuể ở xã Đoàn Đào của huyện Phù Cừ. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể và các tổ chức xã hội của huyện Phù Cừ đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, thiết thực quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tiếp tục rà soát những trường hợp đủ điều kiện phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và huân chương độc lập, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định.